cô bị gãy tay ấy. Tay này cô bị gãy hả? Cô bị gãy cái tay. Gãy cái tay đó à, cô bị gãy tay này cả nhà. Đấy, có con cô ở đâu? Con cô ở ngoài quê, thế là con cháu không cho cô ở với nó nữa. Nó bảo là mẹ đi chặt cái tay mà ăn. Đến giờ là mẹ đơn thân nuôi con hả? Cô cũng lấy chồng nhưng mà tại vì không có con đấy, cô là nuôi con nuôi. À cái chị hồi nãy cô nói lấy chồng về đó là con nuôi hả? Cô nhận làm con nuôi hả? Con nuôi từ lúc cháu mới được 18 ngày. À. Cô này có một cô lụm ve chai hay gì á. Láng thương này. Nhà cô ở đâu? Cô đi làm, lúc rồi cô bị gãy tay ấy. Tay này cô bị gãy hả? Cô bị gãy coi cái. Cái tay cô bị gãy tay này cả nhà. Rồi, có con cô ở đâu? Con cô ở ngoài quê, thế là con cháu không cho cô ở với nó nữa. Nó bảo là mẹ đi chặt cái tay mà ăn. Giờ cô có trọ ở không? Cô đi nhà trọ đó. Cô đi nhà trọ đâu Khánh Bình bên này mà. Cô là bị gãy tay không có gì ăn nên phải đi nhặt ve chai để sống qua ngày hả? Bắt đầu là cô ở với ai? Con cháu nó bảo là ở với nó đó, nó bị gãy tay rồi, nó đó chẳng tháng rồi nó không cho ở nữa. Cháu không cho ở nữa hả? Cháu gì kỳ vậy? Nó bảo là người đi nhặt ve chai nó đến mà ăn chứ thế bảo người đi nhặt thì không được gì đâu. Thế thì cô đi nhặt thì các bác cũng thấy gãy tay, các bác cũng thương hết. À cô bị gãy tay thì cháu không cho ở, nói tự đi nhặt ve chai mà sống đúng không? Trời ơi, cháu gì kìa, cháu lớn tuổi chưa? Nó lớn rồi, nó đi làm công nhân ở trong này được rồi, thế là nó rủ vào. Tay này cô gãy bó chưa? Cô bó rồi, bó nhưng thì nó không khỏi, cái kiểu là cô được từ 6 tháng rồi, 6 tháng là nó khỏi tay đó. Cô có lên con chở cho Khúc này. Ê, giờ con không có nhiều nè, con gửi cho cô 200 nhá, cho cô 200. Con gửi cô này 200 nhá cô. Chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Con đi không, con chở cho cô một đoạn. Rồi đi. Đồng sẽ giúp cô chở cô về nhà nhá. Đấy, thật ra là trong dịch bệnh hiện nay là cũng rất là nhiều hoàn cảnh rất là đáng thương và khó khăn nhá cả nhà. Để vô coi cô sao, nhờ mọi người giúp đỡ cho. Cô ở phòng nào? Hả? Cho ở đỡ hả? À, bên chủ nhà này cho cô ở hả? Sáng ra cô đi mấy giờ mà lùm được nhiêu đây rồi? Không rồi, cái gì nhà cô đi từ 5 giờ ạ. 5 giờ sáng hả? 5 giờ sáng là cô phải chạy đi để các bác bảo đi cho sớm nên mà về mấy cái bác đi bảo cho nó chậm chút hết. À. Bảo là cùng đi vô tư nữa thì anh đó đi cô phải chút thì chuyện bác. Rồi lại mất chìa khóa rồi hả? Không, cô làm rất là chìa khóa rồi. Thì vậy sao vô nhà? Không thấy luôn hả? Không. Giờ là mất chìa khóa rồi cả nhà ơi. Lục lại coi cô. Không có, là cô bỏ túi đây thôi. Ờ là ý là cái nhà trước này là cho cô ở tạm thôi đúng không? Đúng. Thấy cô thương cô cho cô ở tạm thôi. Nhưng mà cũng tháng 1 triệu rưỡi tiền nhà cho. À. Tháng 1 triệu rưỡi nhưng mà tháng đi chưa có tiền. Thế là hôm kia cô đến cô bảo khóa ngày, cô bảo khóa ngày đó cho cô khách đẳng. Cô bây giờ bên trong cô chưa bán được. Cô chưa bán được, bây giờ cô đang để trong nhà để chờ đấy. Hết cái đợt nên là cô bán lại để cô đưa tiền nhà trọ chứ trừ làm răng được. Giờ không vô được hả? Rớt, chìa khóa cô rớt hết rồi. Rớt ở đâu? Hả? Giờ sáng giờ cũng biết đâu biết rớt từ đâu được. Rớt thì thôi, chỉ biết là cô lại vừa phải 6 tháng nữa. Thế là thằng cháu nhà trọ nó phải tương như vậy á. Là cô có thể nói tình cảnh hoàn cảnh hiện tại bây giờ cho mọi người biết được không? Hoàn cảnh của cô là cô ở ngoài quê á. Cô quê ở đâu cô? Cô quê ở Thanh Hóa. À, năm nay cô, cho con hỏi năm nay cô bao nhiêu tuổi ấy? Năm nay cô 56 rồi ạ. 56 tuổi hả? À. Rồi con cái đâu hết rồi cô?
cô đứa con gái nó đi lấy chồng lại Nam Định á, rồi con nhà nó lại cũng khổ, rồi con nhà nó đi viện này mất hơn tí, thế bây giờ nó ở nhà nó cũng đang viên trải để nó sinh sống đó. Chứ con cháu nó thấy cô vất vả quá đó, nó bảo là bởi như vào Nam mà làm thì tháng cũng được 6-7 triệu đấy. Rồi cô vào đó là cô đi làm 16 ngày, ngày thứ 17 là cô bị té. Bị té thì lại công ty lại bảo là mới làm thì người ta lại không hỗ trợ cái gì cả. Rồi con ở với con cháu trước kia đó nó không trợ, nó lại bảo là mở đi nhặt cái chai mà ăn á, không có bây giờ một mình xuất lương của cháu mà kêu mang mượn được không trụ nổi nữa. Thế nó đi tìm hàng rõ đây cho cô, nó tìm lên đây cho cô ở trên đây. Thế cô bảo được rồi, mượn đi nhà ve chai được mà. Thế mà mấy ngày đầu thì ngày được nhiều nhất là được 5 ngàn, rồi được 10 ngàn, rồi dần dần, rồi hôm được 30 ngàn, hôm được 40 ngàn, hôm được 50 ngàn. Cứ được 4 túi thì được 50 ngàn. Ngày nào cô cũng đi bộ vậy hả? Dạ. Không có xe gì hết hả? Không ạ, không có xe cô. Đi xa không cô? Cô đi xuống mãi cầu Khánh Vân đó. À, chắc cũng 4-5 cây km nhỉ? Đó, mà cứ xuống đến đó thì lấy cái điểm chốt ra rồi hôm nay cái anh này cho được 100. À, nghĩa là mấy cái này là cô gom mấy cái chốt trực đúng không? Đó. À, mấy cái anh bảo vệ, mấy anh trực chốt đó thấy cô khổ gãy tay quá. Dạ. Cô có thể cho con coi cái chỗ gãy tay của cô được không? Đây được. À, cô bị gãy tay này cả nhà, cô bỏ băng bó gì chưa? Cô ngày trước cô bó 2 tháng mà không được, bây giờ này cái xương một cái cũng liền rồi, nhưng còn cái xương đây nó vẫn còn sưng đó. À, cô để dài được là khỏi tháo đấy. Nghĩa là gãy tay mà giờ không có điều kiện đi khám lại chắc nó cũng không khỏi đâu nha. Không ạ. Dạ. Cô quê Thanh Hóa, một mình buôn chán, chồng cô đâu cô? Không có chồng ạ. Chồng cô lại bỏ đi với cái cô mãi. Ý là cô giống như lúc trước đến giờ là mẹ đơn thân nuôi con hả? Cô cũng lấy chồng nhưng mà lại không có con đó. Cô là nuôi con nuôi. À, cái chị hồi nãy cô nói lấy chồng về đó là con nuôi hả? Cô nhận làm con nuôi hả? Con nuôi từ lúc cháu mới được 18 ngày. À, nghĩa là cô lấy chú là không có con đúng không? Sau chú bỏ cô đi hả? Rồi là cô nhận một người con nuôi hả? À, rồi giờ con nuôi chị kia lấy chồng rồi là cũng khó khăn quá rồi, không lo được cho cô phải đi buôn chạy hả? À, tháng vừa rồi nên là cô phải gửi về cho nó là 500 đó. À, tháng vừa rồi cô cũng phải gom về trai cũng gửi về cho người con gái 500 luôn, người con gái chồng cũng không lo được hả cô? Không phải, con nó ốm nhiều. À, bệnh nặng hả cô? Cháu nó bị nhầm phần phổi. Cháu bị nhầm phần phổi mà nằm ở nhà là ít, mà cứ ở viện nhiều. Thế là chủ yếu là làm việc ở... Hiện tại là cô không có tiền đóng phòng trọ luôn đúng không? Chưa. Quá rất là khó khăn. Mùng hai là hôm nay là mười mấy rồi mà. Phòng trọ đây là tháng nhiêu cô? 1 triệu hả? 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? 1,5 triệu với là 100.000 tiền nước, nhưng mà tháng đi hết có 50.000. Thế là tiền điện có mấy chục ngàn. Chào chú. Đây thấy chị con đi đường, thấy chị bên con là bên tình nguyện viên, thấy chị khó khăn vậy muốn tìm hiểu hoàn cảnh chị để giúp đỡ. Thầy chú thấy chị ở một mình khó khăn không chú? Khó khăn không chú? Dài người này tôi nghĩ người ta cho. Dạ dạ. Rất là khó khăn chú nhỉ. Rồi là chị ở khi đó là bị cháu kêu đi lượm ve chai mà không cho ở nữa đúng cô? Không. Thì nó lai lên đây này có mọi người nó mang lên là đồ đạc nó mang lên ấy là kêu ra khỏi không ở chung nữa đúng không? Đó. Là cô khi đó là dịch rồi đúng không cô? Lúc đó là chưa gì. Thì giờ cô ở đây này, bữa giờ là tạm thời cả nhà. Cô quên cô làm rơi cái chìa khóa này rồi hay gì? Ok, này có khóa đâu cô? Không khóa, chỉ chốt lại cho chốt. Còn quay xíu nha cô. Quay cái chỗ cô để vết chai á. Bữa giờ dịch cả nhà, là cô gom ve chai về mà không có bán được này. Không biết bữa giờ cô lấy gì ăn luôn. Cô giờ là làm mất cái chìa khóa này đây. Không. Ủa đây chìa khóa đang để đây nè cô. Cô để chìa khóa ở đây mà cô tưởng mất rồi. Trời ơi. Cô cái này lượm lâu chứ cô, mà được nhiều chưa? Được 2 tháng rồi ạ. 2 tháng này là cô không bán được cả nhà. Không. À. Mà cô cứ để đó rồi. Có cái anh ở nhà bên đây nè, anh hay cho ăn. Anh sửa cơ khí á. Dạ. Anh sửa cơ khí bên này.
mấy hôm anh hỏi còn gạo ăn không cô, bảo đang cuồn. Cô, ừ. Cô, ngày mai cô mang khẩu trang vô giùm con đi. giờ là không có bán được luôn rồi cô, rồi mọi người ở đây cho giúp cho cô từng miếng ăn đúng không cô? Dạ. Ừ. Rất là đáng thương nha cả nhà. Mọi người rất là cô. Đây sáng giờ cô đây cô. Con sẽ lấy thông tin của cô vậy ha, có ai giúp đỡ con sẽ quay lại đây giúp đỡ cho cô ha. Dạ. Rồi là con nãy chúc cô thật nhiều sức khỏe nhé. Dạ, rồi cố gắng giữ gìn ra đường bịt khẩu trang cẩn thận nha cô, nay chứ lắm á. Dạ. Dạ con đi bên này cái. Cảm ơn cô nha. Cô cảm ơn con nhé. Con nhớ hè đường cô rồi. Dạ. Sao con là thầy giáo đồng. Con thầy giáo. Dạ. Con là thầy giáo dạy học á. À. Nay đi là làm tình nguyện viên chống dịch. Nên cô yên tâm, có gì ai giúp đỡ cô, con sẽ tới đây và giúp cô. Họ gửi bao nhiêu thì con sẽ trao lại cho cô bấy nhiêu ha. Và chúc cô thật nhiều sức khỏe, giữ gìn nha cô. Ừ, không sao đâu. Cô cảm ơn con nhiều nhé. Chào cô chú.